Quá nể! Vừa ủng hộ 300 triệu hỗ trợ đồng bào, Quang Linh Vlog lại tiếp tục làm điều đặc biệt này. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, cơn bão số 3 càn quét qua nhiều tỉnh thành phía Bắc cùng với mưa lũ kéo dài đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hình ảnh các hộ dân mất nhà cửa, đường xá ngập lụt, cơ quan chức năng và bà con dầm mình trong mưa lũ đã làm rung động trái tim của hàng triệu người. Như một truyền thống bao đời nay, mỗi khi đồng bào gặp nạn, tinh thần lá lành đùm lá rách lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả nước đã chung tay nhau hỗ trợ từ những khoản đóng góp tiền bạc đến việc gửi các nhu yếu phẩm cần thiết. Là một người thường xuyên hoạt động vì cộng đồng, Quang Linh Vlog và Team Châu Phi cũng không đứng ngoài cuộc. Anh và Team đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại. Và tất nhiên rồi, Team Quang Linh Châu Phi cũng không nằm ngoài trend click va của cộng đồng mạng thời điểm hiện tại. Và không gì phải nghi ngờ khi số tiền được Team Châu Phi đóng góp hoàn toàn là sự thật. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Quang Linh Vlog lại tiếp tục làm điều đặc biệt này khiến cộng đồng mạng nể phục. Không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi của Quang Linh và Team Châu Phi lại trở thành một biểu tượng cho những người trẻ Việt Nam đầy trách nhiệm với cộng đồng. Ngay khi bão Yagi để lại những hậu quả kinh hoàng, Quang Linh đã không ngần ngại chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng Team Châu Phi đã quyết định ủng hộ số tiền 300 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Anh viết, cộng đồng Team Châu Phi ủng hộ khắc phục cơn bão số 3 Yagi, cầu mong cho tất cả mọi người luôn bình an, số tiền 300 triệu Việt Nam đồng được chuyển thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương. Mong mọi người trong vùng ảnh hưởng bình an, sớm ổn định. Đây không chỉ là một lời động viên mà còn là một hành động thiết thực giúp người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng có thêm động lực và phương tiện để vượt qua khó khăn. Điều đáng quý ở đây là sự minh bạch và rõ ràng của Quang Linh trong quá trình làm từ thiện. Đây không phải lần đầu tiên Team Quang Linh đứng ra giúp đỡ người dân những lúc khó khăn. Anh từng đại diện Team Châu Phi ủng hộ đồng bào miền Trung 200 triệu đồng thời điểm bão lũ năm 2022. Hay anh đã ủng hộ các nạn nhân vụ cháy Khương Hạ Hà Nội 50 triệu đồng, cho thấy tấm lòng vàng của người con xứ Nghệ. Điều khiến mọi người càng yêu mến Quang Linh hơn là anh không hề kêu gọi đóng góp từ cộng đồng hay người hâm mộ. Trên thực tế, anh luôn tắt chức năng nhận quà hay ủng hộ trên các kênh mạng xã hội của mình. Thay vào đó, anh chọn cách tự sử dụng số tiền kiếm được từ các hoạt động kinh doanh cá nhân để giúp đỡ những người cần. Đây là một hành động vô cùng đáng khâm phục, đặc biệt là trong thời buổi có nhiều người lợi dụng sự nổi tiếng để thu hút sự đóng góp từ công chúng. Với Quang Linh, sự giúp đỡ phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, không vụ lợi và không đòi hỏi bất kỳ điều gì đổi lại. Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ số tiền lớn, mới đây, Quang Linh và Team Việt Phi đã đích thân đến các vùng bị ảnh hưởng bởi bão để trao tặng tận tay các phần quà cứu trợ với giá trị lên đến 600 triệu đồng. Vào ngày 13 tháng 9, Team có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Nhóm đã hỗ trợ 15 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mỗi em nhận từ 2 đến 25 triệu đồng, tùy thuộc vào tình trạng và hoàn cảnh của từng em. Trong số đó, có một em đang trong phòng hồi sức được nhận 10 triệu đồng và một em mất cả cha mẹ được hỗ trợ 25 triệu đồng. Tối cùng ngày, nhóm tiếp tục đến với thôn Bản Tát, tỉnh Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão. Tại đây, Quang Linh và Team Việt Phi đã trao tận tay 11 phần quà cho 11 gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng. Vào ngày 14 tháng 9 tại tỉnh Yên Bái, nhóm tiếp tục trao tặng tổng cộng 39 phần quà cho các hộ gia đình có nhà cửa bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình nhận được 10 triệu đồng. Sự đóng góp của Quang Linh và Team Châu Phi không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn mang lại niềm hy vọng, động viên tinh thần cho người dân nơi đây. Không chỉ giúp những người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn làm ấm lòng cả cộng đồng. Điều đặc biệt hơn nữa là trong hoạt động thiện nguyện lần này của Quang Linh còn có sự đồng hành của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Cô không chỉ góp mặt mà còn trực tiếp tham gia vào việc trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng. Hiện tại, bài đăng của Quang Linh Vlog trên mạng xã hội đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ mà còn để lại những bình luận đầy xúc động, khen ngợi tấm lòng nhân ái của anh và Team Việt Phi trong thời điểm khó khăn này. Âm thầm không phong bạt, đúng chỗ đúng người cần hỗ trợ, quá tuyệt. Nói ít làm nhiều, nể phục các bạn rất nhiều, cảm ơn vì đã cống hiến cho xã hội thật nhiều điều tử tế. Team nói ít làm nhiều, cứ phải đưa tận tay mới chịu, quá đỉnh. Là con người của Yên Bái, em cảm ơn Team đã không ngại vất vả đến nơi cứu trợ và ủng hộ đồng bào vùng lũ quê em ạ. Ngàn lần cảm ơn đến tất cả bà con ba miền đã luôn hướng về các tỉnh miền Bắc ạ. Yêu thương và biết ơn mọi người rất nhiều. Làm việc trong âm thầm, không phô trương like, không ồn ào, đúng nơi, đúng chỗ, thật tuyệt vời. Thưa các bạn, ngoài việc hỗ trợ đồng bào Việt Nam, Quang Linh Vlog còn không quên những người dân tại Angola, nơi anh đang sống và làm việc. Gần đây trên kênh YouTube cá nhân, anh đã chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị cho Tết Trung Thu cùng trẻ em Angola. Hình ảnh anh và Team Châu Phi tập dượt những điệu múa lân cho trẻ em Angola đón Trung Thu đã khiến không ít người cảm động. Với anh thì Trung Thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi nhận quà, mà còn là cơ hội để lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Dù sống và làm việc xa quê hương, Quang Linh luôn mang trong mình niềm tự hào về bản sắc dân tộc và mong muốn những người bạn Angola của mình có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt. Trên trang cá nhân, anh đã chia sẻ chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu và không khí chuẩn bị đang tràn ngập tại Angola. Đối với người dân Việt Nam, Trung Thu đã in sâu vào tuổi thơ mỗi người. Đây không chỉ là dịp để các em nhỏ háo hức nhận quà mà còn là khoảng thời gian quý báu để gia đình sum vầy, chia sẻ những niềm vui bên ánh trăng rằm và những điệu múa lân. Hình ảnh Quang Linh cùng team châu Phi nỗ lực chuẩn bị những tiết mục múa lân, trang trí đèn lồng và tổ chức các hoạt động Trung Thu đã đem lại niềm vui cho không chỉ các em nhỏ mà còn cả cộng đồng người dân Angola. Đây là minh chứng cho việc, dù ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn giữ trong tim mình tình yêu dành cho văn hóa quê hương, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới. Và không dừng lại ở việc tổ chức múa lân, Quang Linh còn chuẩn bị hàng trăm túi quà gồm bánh kẹo, nước ngọt và các đồ chơi nhỏ để trao tặng cho các em nhỏ trong buổi lễ. Những món quà này tuy đơn giản, nhưng đối với trẻ em ở những vùng khó khăn của Angola, nó là niềm vui vô cùng to lớn. Với Quang Linh, niềm vui của trẻ em chính là động lực để anh tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện và lan tỏa niềm yêu thương. Mỗi khi mùa Trung Thu đến thì Team Châu Phi lại tất bật chuẩn bị những phần quà đầy ý nghĩa, và năm nay cũng không ngoại lệ. Hành động của Quang Linh không chỉ dừng lại ở mức giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn là việc kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Thông qua các hoạt động như múa lân, tặng quà Trung Thu, Quang Linh mong muốn người dân Angola, đặc biệt là trẻ em có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của các em. Anh đã chia sẻ, mong muốn của Quang Linh và Team Châu Phi là không chỉ giúp các em nhỏ có thêm niềm vui mà còn đặc biệt lan tỏa văn hóa Việt Nam đến Angola. Biến những điều quen thuộc của quê hương thành niềm vui và ký ức đẹp đẽ cho những người con xa xứ và bạn bè quốc tế. Quang Linh Vlog không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội mà còn là một biểu tượng của lòng nhân ái và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng. Từ những hành động từ thiện tại quê nhà và Việt Nam đến việc tổ chức các hoạt động mang tính văn hóa tại Angola, sự chân thành, tấm lòng rộng mở của Quang Linh đã và đang lan tỏa khắp nơi, tạo cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Anh đã chứng minh rằng, giúp đỡ người khác không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tiền bạc, mà còn là việc mang đến niềm vui, tạo dựng những ký ức đẹp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương đến bạn bè quốc tế. Sau khi xem xong video này, các bạn muốn bày tỏ điều gì? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger, bật chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.